chào các bạn tiếp theo hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn thêm về một nhãn thuốc dùng bồi dưỡng tăng sức đề kháng dùng cho chó hiện có bán tại thị trường việt nam ha thì như những lần trước mình có hướng dẫn đầu tiên đối với một nhãn thuốc bất kỳ thì mình quan sát cái tên thương mại nó sẽ tập trung cái nội dung chủ yếu mà nhà sản xuất muốn truyền tải tới người tiêu dùng với các bạn nutrition lần tông nói là cái viên dinh dưỡng Vopet là cho dạ cưng delicious travel travelish top lớp tree nghĩa là người ta muốn nói là cái viên này nè giờ con chó mèo chó có thể nhai được nè và chó rất là thích ăn vitamin supplement à, viên này dùng để cung cấp vitamin và cung cấp khoáng cho chó rồi okay. à, for small brick dùng cho những cái giống chó nhỏ con trong cái sản phẩm này thì có 90 viên 90 tablets À, rồi người ta muốn nói thêm nữa là trong cái sản phẩm này có omega 3 và omega 6 Real gas yes protein Có nghĩa là trong cái sản phẩm này à, có cái protein từ à, men bia à, Thường thường các bạn thì à, men bia được xem á, Protein từ men bia được xem là cái thành phần dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch cho công vật các bạn Cho nên người ta muốn nói là trong sản phẩm của người ta có ha Rồi rồi mình nhắc lại ha, mình chỉ đọc dựa vào nhãn thuốc còn cái việc như thế nào thì mình phải sử dụng bản thân mình phải trải qua trải nghiệm sử dụng cho vật nuôi của mình mới biết ha, các bạn rồi mình tiếp tục quan sát bên này uh, for pass là cho vật cưng it's solid, tức là trong mỗi viên nè mươi uh, 0,65 gram này có chứa nè iron là sắt này ha rồi vitamin D vitamin D3, vitamin A, vitamin E um, à, chục viên này á, nét cái khối lượng thuần của chục viên này là à, 58,5 gram người ta yêu cầu là stock in a home này lưu trữ điều kiện là mát lạnh à, keep out of brick of children giữ xa tầm tay trẻ em nhà sản xuất manufacturer là của Thái Lan hay các bạn cái công ty Panomic Nutri Solution của ở Thái Lan, à, cái này nó là Made in Thái Lan được sản xuất từ Thái Lan rồi à, cái này nó khuyến cáo nữa là cái sản phẩm Amrit uh, Vitamin and Mineral with Chromol Dog Health à, cung, cung cấp À, làm giàu cái vitamin và khoáng có thể là kích thích à, làm tốt lên cái sức khỏe của con chó ha để vitamin and mineral with improving à, để vitamin có nghĩa là các à, vitamin thiết yếu nè vitamin và khoáng thiết yếu giúp cải thiện cho con vật à, cải thiện cái gì cải thiện the skin and the hot condition cải thiện tình trạng da và cái cái biểu hiện bên ngoài kiểu như là à, cải thiện lông da Để các bạn làm cho con vật linh lợi hơn á plus omega 3 và omega 6 này nè thì à, trong một cái tỷ lệ phù hợp cho sức khỏe lông và da của con chó rồi à, R R R R by direct compression method à, có nghĩa là người ta muốn nói là cái sản phẩm của người ta được à, sản xuất bằng cái phương pháp ấn trực tiếp với các bạn để mà ngăn cái tình trạng à, hư các cái dưỡng chất hư cái vitamin đó, hư cái hư cái cấu trúc tự nhiên của vitamin vì các bạn biết một số vitamin nếu mà người ta ép người ta xử lý quá chất qua nhiệt độ cao thì cái hàm lượng vitamin ban đầu nó không còn nhiều nữa ha rồi hai uh, absorption cái khả năng hấp thụ cao và tăng cái tính thèm ăn chỉ định trong trường hợp maintain the systemic function uh, duy trì cái chức năng của hệ miễn dịch nè duy trì sức khỏe lông và da rồi các cái bệnh thì sẽ do thiếu những cái vi uh, vi chất này thì sẽ mau được phục hồi ha khi được bổ sung uh, có thể bổ sung cho con vật giai đoạn renin and lactation giai đoạn mang thai và cho sữa bổ sung để điều trị những bệnh lông da gầy sao mổ và cuối cùng là order veterinarian À, có thể sử dụng theo cái chỉ định của nhân viên của bác sĩ thú y ha rồi ở dưới này là ngày sản xuất hạn sử dụng thôi các bạn à, ngày sản xuất là 14 tháng 6 2022 hạn sử dụng là 2 năm 14 tháng 6 2024 trên này là cái dạng kiểu như số lô ở Việt Nam mình nói các bạn gọi là số lô rồi à, mình coi thử cái cái sản phẩm bên trong nó như thế nào hết các bạn đây là cái dạng viên bên trong nè các bạn. Đây. Cái viên cỡ này thì mình rất là dễ nhét cho con chó của mình ha các bạn. Và cái phần mà cho chó uống thuốc các bạn mình cũng có làm một cái clip để hướng dẫn cho các bạn, các bạn có thể tham khảo nha. Rồi, à, đối với các cái sản phẩm bổ dưỡng cho chó kể cả mèo hiện tại các bạn có nhiều dạng sử dụng kể cả dạng nước lẫn dạng viên nếu vật nuôi của bạn bạn thấy thuận tiện dạng nào thì các bạn có thể lựa chọn sử dụng ha rồi